Cô nhị của G xin cảm ơn nha. Anh G, xin chào tất cả quý thầy cô, quý đồng nghiệp cũng như là các em sinh viên. Thì hôm nay tôi xin hân hạnh được trình bày với các quý đồng nghiệp một cái chủ đề ngắn về ứng dụng siêu âm tim đánh dấu mô trong đánh giá chức năng thận. Thì chúng ta biết rằng là cái siêu âm đánh dấu mô, siêu âm đánh dấu mô, tiếng Anh người ta gọi là spectral tracking echocardiography, nó đã được công nhận rộng rãi là một cái thông số cung cấp những cái thông tin quan trọng về cái chức năng tâm thu, tâm trương, về cái tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim, về cơ học của tim và rất nhiều quá trình sinh lý bệnh xảy ra trong tim do các nguyên nhân nội tại cũng như là ngoại lai. Như vậy, người ta nói cái siêu âm đánh dấu mô có thể được xem là một cuộc cách mạng kế tiếp của siêu âm tim. Vậy thì cái đánh dấu mô là gì? Tôi xin nói sơ rất là nhanh. Chúng ta thấy ở đây có một cái phần mô cơ tim như thế này. Thì trong đó cái phần mềm người ta sẽ quy định một số cái điểm đánh dấu. Và trong quá trình cơ tim, trong cái chu chuyển tim thì tim nó di động, thì cái phần mềm này nó sẽ tự động bắt một số cái điểm như này. Một số điểm như thế này ta gọi là cái speckle. Và khi cái điểm nó di động như vậy, chúng ta truy vết, chúng ta gọi là speckle, vì lý do đó mà ta gọi là speckle tracking. Và cái hình ở bên dưới là frame, từ frame 1, 2, 3, 4 thì chúng ta thấy một cái điểm đó, tức là cái điểm speckle đó nó di động trong cái chu chuyển tim như thế nào và cái phần mềm nó có thể bắt được. Nói một cách đơn giản ấy, thì cái biến dạng cơ tim trên lâm sàng chúng ta hay dùng chữ strain hay thực sự là deformation đó, thì nó là một cái phương pháp để chúng ta đo đạt cái mức độ co rút và giãn nở của sợi cơ tim. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái chiều dài của sợi cơ tim đầu tiên là L0, thì khi quá trình cơ tim co rút lại thì nó sẽ thành ra L, và cái đoạn delta L đó là cái đoạn mà chúng ta gọi là cái biến dạng cơ tim, gọi là deformation hay chúng ta gọi là strain. Như vậy cái biến dạng cơ tim và tốc độ biến dạng cơ tim là như thế nào? Cái biến dạng cơ tim trước đây chúng ta có rất nhiều cái thuật ngữ khác nhau, ví dụ như là độ cứng cơ tim hoặc là sức căng cơ tim. Tuy nhiên trong cái phần trình bày của tôi thì tôi gọi đó là biến dạng cơ tim, có tiếng Anh là strain, là bởi vì cái định nghĩa nó mô tả cái sự biến dạng, tức là deformation của một vật so với hình dạng và kích thước ban đầu của vật đó. Như vậy chữ strain ở đây nó chỉ nói về chữ biến dạng chứ nó không có nói về cái độ cứng hay là chữ sức căng gì hết. Còn cái tốc độ biến dạng cơ tim, strain rate, tức là nó mô tả cái tốc độ của sự biến dạng đó trong cái thời gian, tức là mô tả cái sự biến dạng nó nhanh hay chậm tới mức nào. Thì đó là chúng ta nói sơ qua cái phần cơ bản nhất về cái biến dạng của cơ tim. Vậy thì trên lâm sàng mình đo cái strain, tức là và cái strain rate như thế nào? Trước đây trong những cái bài báo mà các bạn coi từ những năm 2011 hoặc là những 2010 trở về trước, là chúng ta thấy những cái phương pháp người ta dùng đó, cái biến dạng cơ tim đó chủ yếu là người ta dùng trên cái siêu âm Doppler mô hoặc là siêu Doppler imaging hay TDI. Thì đó là cái phương pháp trước đây. Hiện nay hầu như tất cả các hãng mà đặc biệt là hãng GE, người ta phát triển cái kỹ thuật mới, có nhiều cái điểm ưu việt hơn. Chúng ta gọi đó là cái siêu âm đánh dấu mô, như khi nãy chúng tôi đã có trình bày, tức là spectral tracking echocardiography. Từ đây về sau chúng ta sẽ có chữ viết tắt gọi là STE. Thì vậy thì vì sao mà chúng ta dùng cái phương pháp đánh dấu mô này thay cho cái Doppler mô? Trong cái slide sau chúng ta sẽ nói. Tuy nhiên để trước mắt chúng ta thấy cái có một cái khái niệm sơ qua về cái siêu âm đánh dấu mô là như thế nào. Thì ví dụ như ở đây chúng ta thấy có một cái buồng tim. Ở đây chúng ta thấy đây là cái mặt cắt hai hai buồng tim. Với cái chu chuyển tim di động như vậy thì chúng ta dùng cái phần mềm của đánh dấu mô như thế này. Chúng ta viền cái đường viền đó. Và trên cái đường viền đó thì máy nó sẽ tự động nó sẽ truy vết những cái điểm ở trong cái cơ tim đó để đánh giá cái mức độ biến dạng của cơ tim như thế nào. Thì chúng ta có thể thấy trên cái biểu đồ
cái hình ảnh của hình ảnh động thì chúng ta thấy cái spectral tracking nó di động như vậy. Và quan trọng nhất là cái hình phía bên phải, là cái biểu đồ phía bên phải, chúng ta thấy cái biểu đồ nó đi xuống như thế này, nó đi lên như thế này, thì có nghĩa là từ cái ban đầu, cái sợi chiều dài của cơ tim ban đầu, thì cơ tim tất cả các vùng nó sẽ co rút đồng bộ như thế này và sau đó nó giãn nở lại. Thì cái chính cái hình này, cái biểu đồ này là cái biểu đồ cực kỳ quan trọng để cho chúng ta thấy các vùng cơ tim khác nhau nó biến dạng như thế nào, tức là nó co rút như thế nào và nó có đồng bộ hay không. Chúng ta dựa trên cái hình của cái biểu đồ đó và cái đỉnh của cái sự co rút đó nó có cùng nằm trên một cái thời gian hay không. Trên cái hình đó chúng ta có thể vùng cơ tim nó co bóp tốt như thế nào và nó có đồng bộ với nhau hay không. Còn ở phần dưới chúng ta thấy đây là cái M1, chúng ta thấy cái đoạn đầu tiên thì nó hơi nhạt hơn và phần bên giữa thì chúng ta thấy nó sẽ đậm hơn. Như vậy nó cho chúng ta thấy cái độ tập trung ở như thế nào. Bên cạnh nó còn lành, nó có thể di động, nó làm cho thay đổi cái tốc, cái thay đổi cái sự vận động của cái vùng cơ tim chết đó, và mình bằng mắt thường của mình có thể bị nhầm. Và với cái mắt đánh giá bằng mắt thường thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của người làm. Đôi khi cái sự thay đổi giữa những người làm khác nhau với cái trình độ hoặc là kinh nghiệm khác nhau thì cái kết quả nó cũng cực kỳ khác nhau. Còn so với cái siêu âm đánh dấu mô so với cái Doppler mô thì chúng ta thấy rằng cái như trên cái slide này chúng ta thấy là cái đánh dấu mô, siêu âm đánh dấu mô nó chỉ phản ánh cái sự co cơ chủ động. Chính vì vậy mà nó không bị nhiễu bởi cái sự co thụ động của vùng cơ tim chết bởi cái mô cơ tim lân cận. Và quan trọng nữa, các bạn nào làm siêu âm chúng ta thấy rồi, cái Doppler mô nó sẽ phụ thuộc vào cái góc mà chúng ta bắt cái tia đó. Tuy nhiên cái lợi điểm của siêu âm đánh dấu mô là nó không bị phụ thuộc bởi cái góc đo, và có một điểm nữa là nó ít bị phụ thuộc vào cái tải của tim ở cái thời điểm mà chúng ta thực hiện siêu âm tim đó. Như vậy chính vì lý do đó mà chúng ta hiện giờ cái phương pháp mà để mà đánh giá cái biến dạng của cơ tim hay là strain thì chúng ta sử dụng cái phương pháp bằng cái kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô nhiều hơn. Nói sơ qua thì chúng ta sẽ có một số cái loại biến dạng cơ tim hiện nay. Cái thứ nhất là chúng ta có cái biến dạng theo cái bán kính, tức là radial, tức là cái phần phần co vào từ ngoài vào trong. Thì đây là cái phần mà cơ tim nó tương ứng gần như là cái co bóp trên cái EF của cái siêu âm thường quy. Cái loại biến dạng thứ hai là circumferential, tức là nó quay theo chu vi. Và quan trọng nhất là cái biến dạng theo chiều dọc, đánh giá cái biến dạng cơ tim theo chiều dọc hoặc là longitudinal trên cái hình phía bên phải cùng đây. Thì mặc dù có ba cái phương pháp như vậy, ba cái cách đánh giá cái biến dạng cơ tim như vậy, nhưng hiện nay trong và đặc biệt là trong bài trình bày hôm nay, chúng tôi chỉ tập trung vào cái phần cuối cùng, tức là cái phần longitudinal hay là cái biến dạng cơ tim theo chiều dọc mà thôi. Những phần khác chúng ta nói vì sao chúng ta không sử dụng hoặc là chúng ta ít đề cập tới đây, tôi sẽ giải thích sau. Đây là cái lý do vì sao mà chúng ta chỉ tập trung vào cái biến dạng cơ tim theo chiều dọc. Thứ nhất là cái hình ảnh từ cái mõm tim nó có độ phân giải tốt hơn. Như các bạn học vật lý siêu âm rồi, chúng ta biết là khi trên trục của cái tia đi, chúng ta gọi là cái axial resolution, có nghĩa là cái độ phân giải trục đó sẽ tốt hơn nhiều so với lại cái độ phân giải bên. Cho nên khi mà chúng ta đánh giá từ cái mõm tim để đánh giá toàn bộ cái thất trái thì cái độ phân giải ở đây nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa, cái biến dạng cơ tim theo chiều dọc, ta gọi đây là GOS, gọi là Global Longitudinal Strain. Đó là cái chỉ số trung bình của toàn bộ chiều dài thành cơ tim trên của thất trái, cho nên cái độ tổng quan của nó mạnh hơn nhiều so với lại một cái mặt cắt nào khác. Thứ ba nữa là lượng cơ tim khảo sát trên mặt cắt từ mõm nó sẽ lớn hơn trên mặt cắt trục ngắn. Và cái thứ tư, cái điều quan trọng này, tức là cái phân tích strain theo bán kính hoặc là theo chu vi thì cho đến hiện nay thì cái độ lặp lại của nó chưa có đủ tốt và nó chưa có đủ tin cậy để mà chúng ta có thể ứng dụng thường quy vào cái thực hành lâm sàng. Mặc dù trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ví dụ như có bác sĩ Được ở Kiên Giang thì đang làm cái nghiên cứu về cả cái torsion hoặc là twist hoặc là cái radio, nhưng bài hôm nay chúng ta nói tập trung về cái lâm sàng thì chúng ta chỉ sử dụng những cái kỹ thuật nào mà nó đã được
chấp nhận sử dụng tốt trên lâm sàng mà thôi. Chính vì lý do đó mà chúng tôi chỉ tập trung vào cái longitudinal, hay chúng ta gọi là cái GUS. GUS tức là cái strain biến dạng cơ tim theo cái chiều dọc, global longitudinal strain. Và chúng ta biết cái GUS thì trong cái bệnh lý thiếu máu cơ tim cục bộ mãn tính á, thì GUS nó tương quan tốt với tổng khối lượng cơ tim bị thiếu máu, và nó tương quan tốt so với phân suất tống máu của thất trái, thì cái GUS này nó có giá trị cao hơn trong phát hiện nhồi máu. Mặc dù cái nhồi máu đó kích thước nhỏ và vừa thì cái GUS này nó vẫn có thể phát hiện tốt. Đó là cái lý do, năm cái lý do mà vì sao chúng ta sử dụng cái GUS, và chúng tôi sẽ trình bày trong cái buổi chiều ngày hôm nay. Vậy thì vì sao chúng ta sử dụng cái siêu âm đánh dấu mô? Cái siêu âm đánh dấu mô này là cái việc chúng ta đưa ra tự động, chúng ta đưa ra lâm sàng, hay là nó đã được công nhận bởi một số cái phương pháp tiên tiến khác, thì có rất nhiều cái nghiên cứu nó chứng minh. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ đưa cung cấp cho các bạn một cái bài báo. Thì cái bài báo này nó cho thấy là mình sử dụng cái phương pháp siêu âm tim đánh dấu mô so với lại cái việc đo cái gọi là sonomicrometry, là chúng ta dùng những cái điện cực hoặc là những cái đầu dò thạch anh nhỏ vào trong cơ tim để chúng ta đo khoảng cách, hoặc là chúng ta so với lại cái cộng hưởng từ mà có đánh dấu. Thì cả hai phương pháp này so với lại hai phương pháp này nó đều chứng minh là cái siêu âm đánh dấu mô là một cái phương pháp có cái độ lặp lại rất là tốt và có độ tương quan rất là tốt với lại cái cả cái sonomicrometry lẫn cộng hưởng từ, và nó ít có phụ thuộc vào cái góc cũng như nó ít phụ thuộc vào tải như chúng tôi nói trước. Và chính vì vậy từ cái nghiên cứu này người ta chứng minh rõ ràng là cái siêu âm đánh dấu mô là một cái phương pháp không xâm lấn, có thể sử dụng dễ dàng trên lâm sàng, và nó có cái giá trị rất là tốt. Chính vì vậy mà từ đó đến nay cái siêu âm đánh dấu mô nó được thực hiện rất là rộng rãi trên lâm sàng. Và nếu như các bạn coi những cái bài báo công bố về cái siêu âm đánh dấu mô thì cái số lượng bài báo liên quan đến siêu âm đánh dấu mô nó tăng theo cấp số nhân, một năm có khoảng 6-7 nghìn bài báo công bố được ra đời. Vậy thì tôi sẽ nói sơ qua, bởi vì chúng ta sẽ không có thời gian, cho nên chúng ta sẽ nói sơ qua về cái cách mà cái phần mềm AFI của máy trên máy của GE người ta đo cái strain là như thế nào. Thì thực sự ra có một số bạn nhờ tôi là chỉ dùng cái siêu âm đánh dấu mô này, bởi vì các bạn thấy đây là một kỹ thuật mới, có thể nó khó, nhưng mà thực sự ra đây là một kỹ thuật nó được tự động hóa rất là tốt. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ có thể làm rất là đơn giản. Ví dụ như thứ nhất là chúng ta phải có một cái siêu âm tim có mắt điện cực, cái này là cái mà chúng ta bắt buộc phải có. Thứ hai nữa, chúng ta cắt cho được cái mà cắt 4 buồng, 4 buồng chuẩn, bởi vì cho dù là siêu âm đánh dấu mô hay là siêu âm 3D thì cái hình siêu âm 2D là cái hình đầu tiên tiên quyết, nó quyết định cái chất lượng và cũng như cái độ chính xác sau này. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái hình này không phải là hình tối ưu, nhưng mà cái hình này nó tương đối là có cái tính thực tiễn trên lâm sàng. Trên lâm sàng chúng ta có thể có những hình như thế này. Thì làm sao đó chúng ta bắt cho được tất cả những cái vùng cơ tim, đặc biệt là cái vùng mõm, trên 4 buồng. Chúng ta cắt trên cái mặt cắt 3 buồng và chúng ta cắt trên mặt cắt 2 buồng. Và rất đơn giản, từ cái 3 mặt cắt đó chúng ta trên mẫu hình chúng ta sẽ có, ngay cả trên cái máy của GE thì nó có luôn cái hình mà nó hướng dẫn cho chúng ta làm luôn, tức là máy nó tự động nó nhận diện cái này là 4 buồng hay là 2 buồng hay 3 buồng. Thì chúng ta nhìn trên cái màn hình đó chúng ta biết được máy nó nhận dạng đúng 4 buồng, và chúng ta chỉ cần đưa ra 3 điểm click vào dưới cái phần vách liên thất, cái thành bên và mõm, và cuối cùng máy nó sẽ tự động tính toán cho chúng ta. Và nếu như chúng ta không hài lòng lắm với cái cách tính của máy, gọi là cái tracking của máy, thì chúng ta có thể điều chỉnh một xí. Nhưng chúng ta nhớ là máy, thì nếu như chúng ta ít tác động vào cái quy trình đó thì cái độ lặp lại nó sẽ càng cao hơn. Còn nếu chúng ta tác động nhiều, chỉnh sửa nhiều
thì có thể cái kết quả nó hài lòng mình, nhưng mà cái độ lặp lại nó sẽ không cao, bởi vì máy thì lần trước cũng như lần sau bao giờ nó cũng sẽ có đúng theo một cái thuật toán mà nó làm, còn mình thì có thể thay đổi. Do vậy nói một cách đơn giản là các bạn đừng có ngại là cái siêu âm đánh dấu mùa này nó khó. Dĩ nhiên cái kỹ thuật mới nào bắt đầu ra thì chúng ta cũng cần phải có một cái learning curve, thì chúng ta cứ làm và càng ngày chúng ta sẽ càng có điều chỉnh, đọc nhiều và chúng ta điều chỉnh thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả mình làm tốt thôi, nó không có gì khó. Và nếu như chúng ta làm thì vì sao chúng ta lại làm cái siêu âm đánh dấu mô như thế này, thì đây là một slide có rất nhiều cái chỉ định. Như các bạn thấy ở đây cái chỉ định, cái ứng dụng của siêu âm trên lâm sàng đã được công nhận trên lâm sàng. Chúng ta có thể thấy sử dụng siêu âm đánh dấu mô trong cái thiếu máu cơ tim, trong cái nhồi máu cơ tim, trong cái việc đánh giá cái sự sống còn của cơ tim, chúng ta đánh giá cái suy tim mà có phân suất tống máu bảo tồn, hoặc là có thể bắt đầu chúng ta sử dụng trong cái phương pháp tái đồng bộ của trong cái nhịp học, hoặc là chúng ta đánh giá cái bệnh lý, tất cả những bệnh lý cơ tim khác, ví dụ như là Takotsubo, hoặc là cái bệnh cơ tim, đặc biệt là cái bệnh lý cơ tim do nhiễm độc mà ở những bệnh nhân ung thư chúng ta phải sử dụng cái hóa trị liệu, và thậm chí trong một số bệnh van, và đặc biệt là gần đây cái SGE tức là siêu âm đánh dấu mô đã được ứng dụng trong cái đánh giá các bệnh lý về tim bẩm sinh, và nó cũng rất là hứa hẹn, đặc biệt là trong cái đánh giá của tim một thất mà có thất dạng thất phải, thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều hơn là việc chúng ta chỉ đánh giá trên 2D, hoặc là chúng ta đánh giá bằng cái phương pháp đo IF bằng Simpson, thì cái SD này nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Bản thân tôi cũng sử dụng đó và thấy nó cũng, mặc dù chưa có cái số liệu gì nhiều, nhưng mà tôi thấy là nó cũng khá là thỏa đáng và nó rất là giúp cho mình rất là nhiều. Vậy thì cái hiện nay chúng ta đang sử dụng thường quy nhất là cái IF. Vậy thì vì sao chúng ta cần phải có cái siêu âm đánh dấu mô? Thì đây là một cái bài báo chúng ta thấy. Đây, cái không biết là anh chị trên cái online chúng ta nhìn thấy rõ không? Nhưng đây là cái slide, một cái lưu đồ nó cho chúng ta thấy cái giá trị của phân suất tống máu trong cái việc đánh giá cái chức năng của thất trái. Thì chúng ta sẽ không có đi sâu vào nhiều trong cái chi tiết, nhưng các bạn thấy cuối cùng thì dù cho cái EF nó thấp, EF nó trong cái giới hạn bảo tồn, hoặc là cái EF nó giảm liền, thì cuối cùng cái khuyến cáo này, tức là đăng trên cái tạp chí American Journal of GACC năm 2018 thì khá là mới đây, thì chúng ta thấy cuối cùng ở tất cả cái ba nhánh đó chúng ta đều cần phải sử dụng cái siêu âm đánh dấu mô để đánh giá cái strain tổng theo chiều dọc của thất trái. Như vậy đây là một cái phương pháp mà có thể là sẽ được ứng dụng rất rất là rộng rãi trong lâm sàng. Nó có thể trong tương lai gần nó sẽ thông dụng như là IF, và nó có thể có nhiều cái giá trị tốt hơn là nếu như chúng ta chỉ dùng IF bình thường, hoặc là nếu chúng ta kết hợp cả cái giá trị của IF lẫn cái giá trị của GLS tức là spectral tracking này, thì có thể chúng ta có được một cái nhìn tốt hơn về cái việc đánh giá chức năng của thất trái trong cái thực hành lâm sàng trên nhiều cái đối tượng bệnh nhân khác nhau. Vậy thì sau đây thì chúng tôi sẽ trình bày một số cái ứng dụng cụ thể của siêu âm đánh dấu mô trong một số cái bệnh lý khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy một cái hình ảnh của cái tim bình thường. Thực sự ra thì đây là một cái hình ảnh mà chúng tôi lấy ở một bác sĩ đang theo học siêu âm tim ở chỗ cái trung tâm đào tạo siêu âm tim của chúng tôi. Thì chúng tôi lấy cái một bác sĩ đó, và may mắn là bác sĩ đó có trái tim khá là đẹp và bình thường. Như vậy với cái spectral tracking trên cái mặt cắt bốn buồng, chúng ta thấy toàn bộ các cái đường cong, chúng ta thấy đây nó có một cái đường cong rất là đẹp và tất cả các vùng nó đều đi sát với nhau. Và về mặt thời gian thì khi cái vùng cơ tim này nó đạt đỉnh, tức là nó xuống dưới đáy, có nghĩa là cái độ co của nó cao nhất, thì các vùng cơ tim khác nó cũng đồng thời nó cũng đạt tới cái mức độ co cao nhất. Như vậy là chúng ta thấy là cái sự đồng bộ này nó rất là tốt, như vậy nó sẽ không làm mất đi cái
cái năng lượng vô ích khi mà các vùng cơ tim nó co bóp không có đồng bộ với nhau. Như vậy chúng ta nhìn trên bằng mắt thường, hoặc chúng ta nhìn trên cái hình biểu đồ, hoặc là chúng ta nhìn trên cái hình của M1, thì chúng ta đều thấy là cái cơ tim này rất là tốt, và nó cho chúng ta một cái nhìn rất là trực quan về cái chức năng co bóp của tất cả các vùng cơ tim khác nhau. Hoặc là nếu chúng ta dừng cái hình lại thì chúng ta vẫn có thể thấy được các con số cụ thể của từng vùng cơ tim, tức là từng vùng tưới máu mà chúng ta phân theo mạch vành. Như ở đây chúng ta thấy âm 17, âm 20, âm 19. Tôi cũng nhắc qua là vì sao chúng ta dùng con số âm, là bởi vì cái chiều dài cơ tim đầu tiên là L, thì chiều dài cơ tim sau đó nó sẽ là L0, nó sẽ ngắn hơn so với chiều dài ban đầu. Do đó chúng ta sẽ có cái tỷ lệ gọi là cái là con số âm. Và như vậy chúng ta đi vào trong cái từng phần khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy phía bên trái là một cái biểu đồ của cái tim bình thường. Chúng ta thấy tất cả những cái vùng cơ tim màu xanh, màu tím, màu đỏ nó cùng đi qua như là gần như là song hành với nhau, nó cùng xuống đáy và nó cùng trở về cái giá trị bình thường. Còn cái hình phía bên phải chúng ta thấy rất là rõ, cái vùng cơ tim mà đánh giá cái màu xanh lá cây thì nó lại co bóp rất là tốt. Còn cái vùng màu, những cái vùng màu khác, ví dụ màu xanh xanh dương, thì trong khi cái vùng cơ tim kia nó đang co thì cái vùng cơ tim này nó lại giãn. Hoặc là có những cái vùng cơ tim nó co mạnh hơn, còn những vùng cơ tim khác nó sẽ co ít hơn. Chính vì vậy chỉ cần trên cái biểu đồ như thế này thì chúng ta thấy rõ ràng là các vùng cơ tim này nó co không có đồng bộ gì với nhau hết. Và nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta so sánh cái thời gian đỉnh của cái vùng cơ tim này với thời gian đỉnh của vùng cơ tim khác, thì rõ ràng là chúng ta thấy có khoảng thời gian nó khá là cách xa nhau. Như vậy nó cũng cho ta một cái ý niệm sơ khởi về cái việc là cái cơ tim này nó co bóp hoàn toàn không có đồng bộ, không có tốt. Ví dụ như ở đây là cái việc chúng ta sử dụng cái siêu âm đánh dấu mô trong cái đánh giá cái nhồi máu cơ tim, thì các bạn thấy rõ ràng là với trên ba mặt cắt khác nhau, ở đây là bốn buồng, đây là cái hình ảnh của ba buồng, hai trên đây người ta ghi là cái trục dọc cạnh ức và cái hình ảnh của hai buồng, thì trên cả ba cái mặt cắt đó chúng ta đều thấy là cái cơ tim này, các vùng cơ tim này nó co bóp không có tốt và nó không có đồng đều với nhau. Cái lúc co tim này co thì lúc cái vùng khác nó lại giảm. Và cái điều quan trọng nhất là nó tổng hợp lại một cái hình, chúng ta ở đây chúng ta gọi là cái hình mắt bò, thì nó cho chúng ta thấy ở đây là một cái vùng cơ tim phía trước và phía sau dưới nó bị giảm tưới máu, và nó có vùng cơ tim này nó loạn động hơn nhiều. Và thực sự ra nếu như các bạn nhìn cái hình này, các bạn đã làm quen thì biết đây là vùng cơ tim tưới máu của cái động mạch vành phía bên trái. Và thực sự ra thì bệnh nhân này đã được chụp mạch vành và cho thấy là cái động mạch vành trái nó tắc rất là nhiều, rất là nặng, thì nó phản ánh đúng trên cái hình ảnh mắt bò này. Vì sao cái hình ảnh mắt bò này nó có giá trị, là bởi vì không phải tất cả các bạn nào cũng làm siêu âm tim, đặc biệt ví dụ như chúng tôi làm với lại phẫu thuật viên thì họ không cần quan tâm tới những cái mặt cắt khác nhau, bởi vì họ không có thời gian để mà coi từng cái mặt cắt khác nhau. Chúng ta chỉ cần đưa cái hình ảnh mắt bò này và họ đã quen với việc đó, thì chúng ta nhìn vào, họ sẽ nhìn vào, họ biết cái vùng cơ tim nào tưới máu kém, vùng cơ tim nào tưới máu tốt, cái vùng nào loạn động hay không, thì nó cho một con số rất là rõ ràng, một cái nhìn rất là trực quan. Và ở đây chúng ta thấy cái vùng cơ tim này nó tưới máu, cái strain tổng của này là khoảng 8.4, như vậy là nó giảm rất là nhiều. Và như vậy nếu chúng ta so với cái hình bình thường mà chúng tôi chiếu ở trong cái slide trước, thì rõ ràng là cái vùng cơ tim này nó hoàn toàn khác, hai cái trái tim này nó hoàn toàn khác nhau. Cái màu đỏ nó chứng tỏ là cái co bóp tốt, còn cái màu xanh thì nó chứng tỏ co bóp kém hơn. Vậy thì cái đó là vì cái trực quan chúng ta nhìn vậy, nhưng mà thực sự có nghiên cứu nào nó chứng minh cho thấy là cái đánh dấu mô và nhồi máu cơ tim này nó có tốt hơn hay không? Thì chúng ta thấy là cái độ mà nếu như chúng ta đánh giá bằng cái mắt thường thì nó cũng có độ chính xác, nhưng mà cái độ chính xác đó hoặc là cái độ nhạy cũng như là cái độ chính xác trong cái chẩn đoán nó sẽ được tăng lên cao rất rất là nhiều khi mà chúng ta sử dụng cái spectral tracking. Và thực sự thì cái điều này
Chúng tôi cũng trải nghiệm trên lâm sàng, và khi mà chúng ta dùng đánh giá bằng mắt thường thì đôi khi vẫn có những cái chúng ta chưa có dám quả quyết, nhưng mà nhìn trên cái hình mắt bò cũng như là trên cái spectral tracking, và sau đó chúng tôi quay trở lại coi lại cái hình ảnh chụp mạch vành thì rõ ràng là nó cực kỳ thuyết phục. Thì đó là cái, đây là cái nghiên cứu người ta chứng minh rất là rõ ràng rồi. Thứ hai nữa, với cái bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim thì sau đó thường thường nó sẽ có một số cái bệnh lý, ví dụ như là rối loạn nhịp, thậm chí nó có những cái bệnh, cái trường hợp như bão điện học rất là nặng nề, và nó có thể gây nên cái rối loạn nhịp thất rất là nguy hiểm. Thì chính cái strain, cái spectral tracking này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đánh giá được và tiên lượng được những bệnh nhân nào là có nguy cơ cao hơn xuất hiện cái tình trạng như thế này. Thì đây là một cái nghiên cứu đã được đăng trên cái tạp chí rất là uy tín là GACC. Với cái bệnh lý cơ tim giãn, cái bệnh lý thứ hai chúng ta quan tâm là bệnh lý cơ tim giãn, thì cái spectral tracking này nó không chỉ cho chúng ta thấy được cái việc mà cái vùng cơ tim này nó co bóp kém hoặc là cái biến dạng nó kém, mà thậm chí nó còn giúp cho chúng ta biết được một số cái cơ chế bên trong, một số cái cơ chế về cơ học của cơ tim, nó giúp cho chúng ta biết được là bệnh lý cơ tim giãn này là do có nguyên nhân gì. Dĩ nhiên ở đây nó chỉ là mấy cái nghiên cứu bước đầu thôi, nó chưa đưa ra một kết quả rất là cụ thể là với cái mô hình như thế nào thì cái nguyên nhân như thế nào, cái đó điều đó rất là khó, nhưng mà rõ ràng cái spectral tracking này nó giúp cho chúng ta đánh giá được cái cơ học của cái cơ tim trong cái nhóm bệnh nhân bị bệnh cơ tim giãn. Và ở đây chúng ta thấy là gần đây thì chúng ta thấy cái bệnh lý mà về bệnh lý cơ tim là chúng ta rất là quan tâm. Ví dụ như trước đây ít có người nào nói đến bệnh cơ tim mà thâm nhiễm gọi là amyloid, ít có người quan tâm. Nhưng mà thực sự ra cùng với cái sự phát triển của spectral tracking, và đặc biệt là sau đó được cái xác định lại bởi nhờ vào MRI, thì cái tỷ lệ mà cái bệnh cơ tim thâm nhiễm bột này nó được phát hiện rất rất là nhiều. Và spectral tracking nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được trên cùng một cơ tim đó, cái cơ tim này nó dày, thì liệu là cái dày này nó là hậu quả của cái bệnh lý cơ tim nào. Thì ví dụ như đây là một số cái hình ảnh mà chúng ta thấy nó rất là điển hình. Ví dụ như đây là cái hình ảnh mà có cái quả dâu ở trên cái mõm tim, thì ở những cái vùng khác nó giảm cái biến dạng, như ở cái vùng mõm nó vẫn được giữ bảo tồn. Thì đó là thường là cái hình ảnh rất là điển hình của cái bệnh cơ tim nhiễm bột. Đây là cái bệnh lý mà cái chúng ta thấy cái hình A, rồi cái hình B là giảm cái strain ở cái vùng vách liên thất, nó đặc hiệu của cái bệnh cơ tim phì đại. Hoặc là cái vùng mà cái hình thứ ba là chúng ta thấy vùng cơ, cái vùng mõm đó, nó giảm cái strain. Thì đây là một cái bệnh lý có thể gọi là có thể phì đại cơ tim phì đại mà thể mõm, thì đây cũng là một cái hình rất là đặc trưng. Hoặc là một hình khác nữa là chúng ta thấy ở cái vùng mõm này, cái bệnh lý cơ tim nó bị cơ tim này nó bị hoại tử sau cái nhồi máu, thì cái vùng đó nó sẽ bị giảm strain rất là rõ. Như vậy với cái strain này, với cái spectral tracking này, chúng ta có thể bước đầu giúp cho chúng ta thấy được một số cái kiểu hình mà bệnh lý cơ tim, và thậm chí nó cũng giúp chúng ta rất nhiều. Như cái sau đây chúng tôi sẽ có một trình bày trong cái ca lâm sàng. Thì với về mặt thời gian thì chúng ta thấy ở đây nếu cơ tim co bóp đồng bộ thì hầu như tất cả cái đỉnh nó nằm ở cùng một điểm. Còn ở đây một cái hình ảnh của cái cơ tim mà có block nhánh trái thì chúng ta thấy có khoảng cách giữa các đỉnh hay là các đáy này nó có một khoảng cách rất là xa nhau. Và nó như vậy nó cho chúng ta biết được là cái co bóp cơ tim bên trái là như thế nào. Và một số cái nghiên cứu khác thì người ta thấy là cái việc sử dụng cái spectral tracking này nó cũng sẽ giúp cho chúng ta trong cái việc chỉ định cũng như là chọn bệnh nhân, hoặc là đánh giá kết quả mà tái đồng bộ trong cái đặt máy tạo nhịp. Thì đây là cái phần cũng rất là hấp dẫn mà chúng tôi cũng rất là muốn kết hợp với bác sĩ nhịp học chúng ta thực hiện cái nghiên cứu này. Cái cực kỳ quan trọng nữa mà slide này chúng tôi muốn nói là so sánh giữa cái spectral tracking strain với lại EF thì cái giá trị tiên lượng của nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là
Ở đây là một cái nghiên cứu mà chúng ta thấy làm nghiên cứu trên 4.172 bệnh nhân của một cái nghiên cứu của Đại học Quốc gia Seoul. Thì chúng ta thấy người ta theo dõi trong vòng khoảng 6 năm, 7 năm. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái EF ban đầu và cái EF ban đầu đó nó không có cái giá trị tiên lượng bệnh nhân nào là có cái nguy cơ tử vong hoặc là cái nguy cơ tái nhập viện do suy tim. Cái hình màu đỏ đây chúng ta thấy rõ ràng là cái hình nó chạy hàng ngang. Tuy nhiên nếu như chúng ta dùng cái spectral tracking thì chúng ta thấy ở cái giới hạn khoảng từ 12.6 trở đi, chúng ta thấy cái đường cong nó thay đổi rất là rõ rệt. Có nghĩa là với cái ngưỡng khoảng 12 thì rõ ràng là cái ngưỡng cái spectral tracking này là âm 12. Thì nếu mà nó giảm hơn nữa thì rõ ràng nhóm bệnh nhân này nó có nguy cơ bị cái biến cố tim mạch, tức là bị đột đột tử do bị chết do cái nguyên nhân tim mạch, hoặc là tái nhập viện rất là cao, tái nhập viện do suy tim rất là cao. Như vậy cái hình này nó là cái nghiên cứu năm 2018, nó cho chúng ta thấy rất rất là rõ là cái spectral tracking strain nó có giá trị hơn rất rất nhiều so với lại cái EF trong cái việc tiên lượng bệnh nhân suy tim. Vậy là cái tôi đã trình bày sơ qua về cái giá trị của strain spectral tracking trong cái nhồi máu cơ tim hoặc là thiếu máu cơ tim cục bộ cũng như là trong suy tim. Như vậy đây là cái hình chúng ta thấy rõ ràng là với cái bệnh nhân, cái nhóm bệnh nhân mà có suy tim mà có EF bảo tồn, chúng ta thấy trong 219 bệnh nhân thì khi cái EF nó mặc dù là EF nó vẫn còn trong giới hạn bình thường, nhưng khi chúng ta sử dụng cái siêu âm đánh dấu mô thì chúng ta thấy rõ ràng là cái strain nó giảm xuống rất là nhiều. Và chúng ta thấy khi mà cái EF nó càng giảm thì cái strain nó sẽ càng giảm. Như vậy với cái spectral tracking thì rõ ràng là trong cái nhóm bệnh nhân mà có suy tim có phân suất tấm máu bảo tồn này, cái spectral tracking nó tốt hơn nhiều so với việc chúng ta chỉ dùng cái EF, bởi vì EF lúc đó nó nằm trong cái giá trị bình thường. Thì trong cái nhóm bệnh này thì chỉ có cái spectral tracking nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được rất là nhiều hơn về cái nhóm bệnh lý đặc biệt này. Và đây là một cái khả năng khác, chúng ta thấy là một cái nhóm bệnh nhân người ta nghiên cứu trong 849 bệnh nhân mà có cái EF nó trên 40% trong 48 giờ đầu sau khi mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim được can thiệp hoặc là nong van hoặc là đặt stent, thì chúng ta thấy là rõ ràng là sau một khoảng thời gian theo dõi khoảng 3 năm thì chúng ta thấy là với cái nhóm bệnh nhân mà có cái spectral cái strain đó mà nó trên 14, tức là từ 14, từ âm 14 đến âm 20 hoặc là cao hơn nữa, thì rõ ràng là cái nhóm này nó có cái tỷ lệ mà sống còn mà không có biến cố nó cao hơn nhiều so với là cái nhóm mà có spectral cái strain nó thấp hơn. Như vậy nó rõ ràng là cái giá trị tiên lượng của cái spectral tracking này rất là tốt. Cũng một nhóm nữa, người ta nghiên cứu lên khoảng trên 500 bệnh nhân mà có cái hở van hai lá nặng, và người ta làm EF cũng như là làm spectral tracking trước khi mà bắt đầu phẫu thuật, thì người ta theo dõi trong khoảng 10 năm. Thì rõ ràng là chúng ta thấy với cái giá trị cái ngưỡng là 18 thì cái nhóm nào mà có cái spectral tracking nó cao hơn 18 thì rõ ràng là cái nhóm này cái tiên lượng nó tốt hơn rất là nhiều so với nhóm còn lại sau khi mà bệnh nhân đã được phẫu thuật sửa van. Và một cái nhóm cực kỳ quan trọng nữa là cái sử dụng spectral tracking trong cái theo dõi sớm cái những biến đổi ở bệnh nhân mà được điều trị bằng khóa trị liệu, thì cái EF nó sẽ trong rất nhiều nghiên cứu khác nhau thì cái EF nó sẽ không có giá trị bằng cái việc chúng ta sử dụng cái spectral tracking. Và spectral tracking nó cho chúng ta biết trước được, tiên đoán trước được cái bệnh nhân nào sẽ có nguy cơ bị xuất hiện cái tình trạng mà suy giảm cái chức năng của thất, cả hai thất trong khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc hóa trị liệu như thế này, và nhờ đó chúng ta có thể phân nhóm bệnh nhân và chúng ta có thể điều trị sớm. Thì đây là một cái ca lâm sàng, chúng ta không còn nhiều thời gian nên chúng tôi sẽ chuyển qua cái ca lâm sàng. Thì đây là một bệnh nhân nữ 45 tuổi và có khó thở trong khoảng 5 năm qua, và khi cô ta đi siêu âm
quản lý khám rất nhiều bệnh viện khác nhau, thì cô biết là cái team của mình rất là to, nhưng mà không có bác sĩ nào nói và lý do vì sao to. Thì có một bác sĩ trong khoa tôi siêu âm và nói là cái team này rất là lạ và không biết như thế nào. Thì trên cái siêu âm team này các bạn thấy là cái hai cái nhĩ đều rất là to, cái mặc dù thất thì nó rất là nhỏ, và chúng tôi siêu âm tìm tất cả đánh giá thì rõ ràng là team này nó có một cái chức năng tâm trương giảm, nhưng mà cái màng team thì nó không có dày lên. Và lúc đó chúng tôi nghĩ là có thể chúng ta sử dụng spectral tracking như thế nào. Thì đây là cái spectral tracking của bệnh nhân ở mặt cắt. Trước đây là chúng ta thấy đây là mặt cắt ba buồng và đây là mặt cắt hai buồng. Thì tổng lại chúng ta thấy cái hình ảnh rất là đặc thù, một cái tim ở cái vùng mõm, mà cái vùng mõm nó khá là dày, nhưng cái vùng mõm đó là cái strain nó là giảm đi rất là nhiều. Nếu như các bạn mà nhớ lại cái hình ảnh phía trước mà chúng tôi giới thiệu một số cái gọi là cái mẫu hình về bệnh lý cơ tim, thì đây là một cái bệnh lý mà cơ tim phì đại mà thể mõm. Như vậy là cái vùng mõm đó nó bị giảm cái biến dạng rất là rõ, và với cái strain theo chiều dọc tổng là âm 8.1. Và khi mà chúng ta thấy được cái hình này rồi thì chúng ta quay trở lại xem lại tất cả những cái biểu hiện trên 2D cũng như là trên cái siêu âm đánh giá chức năng tâm trương thất thái, thì rõ ràng là cái bệnh lý này nó hoàn toàn thuyết phục, và chúng tôi đang đưa bệnh nhân đi chụp MRI. Cái kết quả MRI thì chúng tôi chưa thực hiện được, nhưng mà hy vọng là trong cái lần sau chúng ta sẽ có kết quả là liệu cái STE này nó có đúng chính xác là cái bệnh nhân này có cái bệnh cơ tim phì đại thể mõm hay không. Cái đó là chúng ta còn hẹn hò nhau ở trong tương lai. Như vậy với cái hình này các bạn thấy, với cái hình ba buồng, bốn buồng, ba buồng và hai buồng, và cái hình mắt bò một bên, chúng ta thấy nó rất là rõ. Nếu chúng ta nhìn kỹ thì cái vùng mõm nó rất là dày, nhưng mà cái vận động của nó rất là kém, và nó thể hiện trên một cái hình duy nhất là hình mắt bò đó, chúng cho chúng ta thấy rất là rõ. Nhìn gần hơn chúng ta thấy rõ ràng hơn, tức là cái vùng đáy thì nó được bảo tồn, nhưng mà cái vùng mõm thì nó kém. Vậy thì chúng ta còn một số phút nữa, chúng tôi nói nhanh qua về cái tương lai của cái siêu âm đánh dấu mô. Vậy thì trong tương lai thì cái